cho mày. Quá hay quá cho mày. Chấp chấp. Mấy con mày giữ vậy ta? Chào tất cả mọi người nha. Đây mình tiếp tục mình đi quay về chia sẻ máy cắt mọi người. Đây hiện tại mình gặp cây 70. Ở đồng này chạy cặp nha. 93 S chai với cây 70. Hiện tại máy cũng đang tải giặt về. Đó, bắt đầu tiếp tục cắt nha. Tiếp tục cây 70 mọi người ơi. Thì cái giống lúa này là 5451 nha. Hiện tại cây 93 là cây 70. Cây 93 ở mức sau kìa. Cây 70 này là cây 70 và lút. Lúa năm nay thắt quá mọi người. Chính trụ quá chục rồi. Quá rồi quá chục rồi. Chấp chấp. Mấy con mà giữ vậy ta? Nhiều không? Cuộc bao luôn nè. Đây nhỏ. Đặt cái nhỏ. Rồi mới kéo chạy ra lấy lúa nè. Phi qua. Phi qua, phi qua cái đường mương. Đó. Cây 93 S cha này, cây này lâm cuối nè. Đây có mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị nó dí nó bắt chuột. Không biết có chuột hay không đây. Ôi móc bọc.
Có không? Có không? Nó trốn ở dưới, nó trốn hay lắm. Đó. Chẳng đâu, chẳng đâu. Đó, 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 đó. Nhìn gì, nhìn chưa? Dở lên cây. Ờ, một con chuột luôn. Đây là cây 70 nha. Thì đây mấy đàn cắt, thì bên kia chủ ruộng, bên kia cũng đốt đồng hết trơn rồi mọi người. Nó mịt mù sương gió hết trơn á. Máy này chạy tốc độ cũng dữ nha. Cây đồng này thì chạy một cặp nha. Một cây 70 giờ lúa, một cây 93S cha. Cây này chạy khủng đi chứ. Đây thì cây 93 đang thả cặp cái đường mương nha, mương nước. Đi một hà một là hết trơn luôn nha mọi người. Thì xong cái này thì anh sẽ di chuyển qua bên kia hỗ trợ thêm cái cây 70 cắt cho gọi đồng này luôn á. Đây là làm cuối cùng rồi. Quá trời bụi. Giờ anh qua anh xử lý chỗ đầu giạc. Chỗ đầu giạc là theo mình quan sát là nó dẹp đép hết rồi. Đầu giạc nó có cái ngay cái cây cột điện nữa. Đó, giờ anh xử lý ngay chỗ cây cột điện nha. Xử lý cũng khá là chuyên nghiệp nha mọi người. Thì máy này theo mình biết là An Giang xuống nha. Thì những cái máy An Giang thì chạy rất là khủng. Đó, xử lý ngay cái đường dây trần cột điện. Tiếp tục xử lý chỗ đầu giạc này nha. Xử lý đây xong thì không biết ảnh có hỗ trợ cây 70 tới không hay nữa. Ở chỗ này thì lúa nó dẹp đép hết trơn rồi. Hạ hàm sát xuống đặng gấp lúa ra nha. Đó, giờ bắt đầu ảnh ve lại. Thì còn chút xíu chỗ gấp này nữa là xong rồi nha mọi người. Hạ hàm sát xuống luôn. Góc này thì nó như cái tấm chiếu vậy đó, bằng trang luôn, cắt rất là chậm. Đây thì có chị chủ ruộng, chị đang cắt ngay cái cây cột điện nè. Ok, ok. Có con chuột nhỏ quá không ai bắt hết á. Thanh hậu mới cắt. Chiều gõ vô YouTube vậy đó rồi coi. Rồi thấy rồi bắt chuột à. Đó thì 93 cắt xong rồi, còn cây 70 nha. Lối hai lối nữa cũng xong rồi. Khoảng hai lối nữa. Rồi làm này nuôi xong rồi nha. Nhiều con chuột nào trời. Cắt xong thì mấy anh chắc cũng thể di chuyển xuống chạc luôn. Giờ xuống chạc chuẩn bị chuyển đồng mọi người. 105. Ê, ê, ê. Đi ghê hả? Đây là quan trọng.
Rồi tiếp tục cái chẹt này cũng cập vô đặng cho cây 93 di chuyển đồng khác nè mọi người. Chẹt này cũng khá là bự rồi. Chẹt hết biết cái chẹt. Mọi người coi kênh mình thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh mọi người. Nhớ chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem nha. Để mình tạo động lực làm nhiều cái video mới cho mọi người xem. Thì bây giờ cây 93 cũng xuống luôn nha. Thì cái máy này xuống chạc xong thì mình cũng xin phép là kết thúc video luôn mọi người. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh mình để nhận được nhiều video mới hấp dẫn hơn nha. Mình hơi chói nắng nè. Đây em nó kéo này. Máy kéo cũng di chuyển xuống luôn. Đó, cái cầu nó chạy ra trời. Thôi giờ anh đạp cái chẹt vô kịp. Rồi hôm nay kéo cũng xuống luôn nha mọi người. Thì mình xin phép là kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo.